lễ các thánh tử đạo Việt Nam nhằm vào ngày lễ tạ ơn Thanksgiving, cũng là lễ bổn mạng của giáo xứ. Toàn thể giáo xứ đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính bổn mạng và khởi đầu thánh lễ có diễn cảnh thánh tử đạo để tưởng niệm và tôn vinh các vị thánh quan thầy của giáo xứ.